Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa tất cả quý vị Phật tử thân thương, hôm nay là ngày 22 tháng 11, tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khóa tu An Lạc số 337. Và ngày hôm nay sư cũng rất là hạnh phúc được thuyết một bài pháp tại chùa Phổ Quang để chia sẻ đến tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay là ngày Chủ nhật mà quý vị đã dành những thời gian quý báu để vào để nghe pháp, để tu tập, để cho mình được an lạc. Và cái đề tài chia sẻ của ban tổ chức là tìm lại bản tâm, là chúng ta phải nhìn được cái tâm của chúng ta. Tâm là gì? Tâm từ tiếng Pali gọi là citta. Tâm có nghĩa là biết, chỉ đơn thuần là biết. Ở trong tiếng Anh nó gọi là natural mind. Natural tức là cái tự nhiên, mà mind có nghĩa là tâm. Mà tâm chỉ đơn thuần là biết. Rồi thế nào là phản ứng của tâm? Tâm có nghĩa là biết không thiện và không bất thiện, gọi là tâm nguyên thủy. Thí dụ như là chúng ta đụng vào một cành hoa, và cái tay chúng ta đụng, và chúng ta biết đó gọi là tâm. Hay chúng ta sờ vào cái bàn này, chúng ta biết cảm giác được, mà biết được, đó là cái tâm. Rồi phản ứng của tâm, thí dụ như chúng ta nhìn một cái đóa hoa, một cái lẵng hoa rất đẹp ở đây, và khi mình nhìn mình thấy nó thích, bắt đầu phản ứng của tâm là cái tâm này sao thích thú dễ chịu, đó là cái tâm tham. Mà cái tâm tham tức là cái tâm bất thiện. Rồi phản ứng của tâm, thí dụ như ngày hôm nay chúng ta đi đến, chúng ta thấy những người mà chúng ta không thích, mà khi mà nhìn thấy cái đối tượng này là phản ứng của tâm, chúng ta thấy sao nó khó chịu. Hay chúng ta gần những cái người mà mình không ưa, không thích, đây là cái cảnh, là cái đối tượng để phản ứng của tâm, đó là tâm sân. Và cái người hành giả nào mà khi mình sân mà mình không biết mình sân, mình tham mình không biết mình tham, đó gọi là tâm si mê. Bởi vậy chúng ta tìm lại bản tâm là chúng ta phải nhìn được cái tâm của chúng ta. Mà cái tâm nguyên thủy của chúng ta thì nó rất là nhẹ nhàng, nó không thiện và không bất thiện. Bởi vậy trong một cái môi trường, trong cuộc sống, thì cái phản ứng của tâm á, cái tâm tham, tâm sân và tâm si nó rất là nhiều. Bởi vậy các vị hành giả, các vị Phật tử là những vị tu tập, phải tu để được cái tâm thiện, đức tức là cái tâm chánh niệm và cái tâm tỉnh giác. Và hàng ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải biết về cái tâm thiện và cái tâm bất thiện. Thế nào là tâm bất thiện? Tâm bất thiện tức là cái tâm này nó không có tốt, nó không có đẹp. Akusala citta. Akusala tức là bất thiện, mà citta có nghĩa là tâm, là tâm bất thiện. Giống như mình sân si, mình keo kiệt bổn sản, mình nói nặng những người thân, những người bạn bè, làm cho những người đó đau khổ,
Đó là cái tâm bất thiện, bằng cái lời nói, bằng cái suy nghĩ của mình. Rồi còn tâm thiện, tức là cú xá lá chích tá, tức là tâm tịnh hảo, tâm đẹp, là cái tâm của chúng ta từ suy nghĩ, rồi lời nói, hành động bằng cái tâm thiện, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Rồi những người sống gần xung quanh của chúng ta, họ cũng cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng, an lạc. Thí dụ như những người mà sống bằng cái tâm bất thiện đó nhiều quá, thí dụ như một cái người bạn mà cái người này trộm cắp, ăn cướp, mà khi mình chơi gần những cái người này xì ke ma tí, tự nhiên cái tâm của chúng ta nó cảm giác nó không an toàn, vì gần những cái người có tâm bất thiện quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tiền bạc của cải vật chất của mình, và nó cũng ảnh hưởng đến cái thân mạng của chúng ta luôn. Còn nếu mà chúng ta gần gũi những cái bậc thiện trí thức, những bậc chân nhân, những người Phật tử thân thương mà tu tập, mà hàng ngày chúng ta tu để giữ được cái tâm thiện, tâm chánh niệm, tâm tỉnh giác, tâm bố thí, tâm trì giới, tâm cung kính, đó là những cái tâm thiện. Khi mình gần những cái người đó, tự nhiên cái cảm giác của chúng ta sao? Nó thấy an lạc, nó thấy nhẹ nhàng. Và cái đối tượng đó là đối tượng để cần chúng ta gần gũi, để mà phát triển được cái tri thức, cái sự lợi lạc cho mình và cái lợi lạc cho mọi người. Bởi vậy cái đề tài ngày hôm nay là tìm lại bản tâm. Và chúng tôi muốn chia sẻ nằm ở trong Kinh Tứ Niệm Xứ Satipatthana ở Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, mà Đức Phật Ngài đã thuyết nói về tứ niệm xứ. Này các tỳ kheo, ta thấy một con đường duy nhất, độc nhất để diệt trừ mọi phiền não, khổ đau ở cuộc đời, diệt tận vô minh và phiền não, đưa đến bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Con đường duy nhất đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là có bốn: thân quán niệm xứ, kayanupassana, thọ quán niệm xứ, vedananupassana, tâm quán niệm xứ, cittanupassana, và pháp quán niệm xứ, dhammanupassana. Thế nào là thân quán niệm xứ? Thân ở đây tức là cái thân xác của chúng ta. Chúng ta phải giữ được cái tâm chánh niệm, đi đứng nằm ngồi, khi chúng ta đưa tay, khi chúng ta bước dở lên, rồi chúng ta bước từ từ từ, rồi chúng ta đạp xuống, dở bước đạp, dở bước đạp. Và đây nếu như quý vị mà đi vào những trường thiền nổi tiếng ở Mahasi, là dạy chuyên về thân quán niệm xứ. Khi mà chúng ta ăn uống, khi chúng ta cầm một cái tô hay một cái chén cơm, chúng ta đưa tay, chúng ta biết đưa. Khi đụng vào cái chén, chúng ta biết. Rồi khi chúng ta cầm cái muỗng cơm, rồi chúng ta múc, rồi chúng ta ăn, chúng ta nhai. Và cái thân xác, từ cái sở hành, chi ly, chúng ta cũng phải có giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác. Rồi khi chúng ta đi vào nhà vệ sinh, chúng ta cũng phải chánh niệm, tỉnh giác, giữ cho cái tâm chánh niệm liên tục. Đi đứng nằm ngồi, dở bước đạp, rồi chúng ta đứng, đó gọi là thân quán niệm xứ. Rồi thế nào là thọ quán niệm xứ? Thọ ở đây nó có ba loại thọ, đó là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả.
Mà khi người mà tu thiền tứ niệm xứ, mà khi có những cái cảm giác mà đau khổ buồn phiền, thí dụ như người thân của chúng ta mất cha mẹ, một đứa con nào mà khi mất những người thân, nhất là song thân, thì cái cảm giác sao rất là đau khổ, khóc lóc. Ở đây quý vị có từng mất cha mẹ chưa? Ở đây những quý vị Phật tử có phải là 50 mấy 60, là chúng ta đã cảm nhận được cái định luật vô thường mất cha mất mẹ. Vì cha mẹ là những người thầy đầu tiên của cuộc đời của chúng ta, là vị Phật của chúng ta. Và những cái kiến thức, tình cảm, sự nghiệp, mạng sống của chúng ta đều do cha mẹ tác tạo. Khi chúng ta ngồi ở đây nghe Pháp, ai đã ban bố cho cái thân này? Chính là cái người cha và người mẹ, là hai vị Phật. Và khi mất cha mất mẹ rồi thì mình cũng giống như là một người mồ côi, côi cút trong cuộc đời. Cho dù ông vua mà mất cha mất mẹ đi nữa cũng chỉ là ông vua mồ côi. Bởi khi mất cha mất mẹ, cái cảm giác rất là đau khổ. Rồi chúng ta phải chú tâm vào cái đau khổ đó. Đó gọi là khổ thọ. Còn mình phải nhìn được cái khổ nó đau đớn, rồi cái trái tim của chúng ta nó bị ép lại. Chúng ta nhìn pháp sanh rồi pháp diệt, cái đau khổ này nó vừa dứt rồi tiếp tục cái đau khổ liên tiếp, ngưng chút xíu rồi tiếp tục, và nó kéo dài trong thời gian ít nhất là 1 tuần lễ để cảm giác mất cha mất mẹ. Và nếu như chúng ta ngồi nơi đây mà chợt nhớ những hình ảnh thân thương khi người cha người mẹ đã lo lắng quan tâm cho mình, khi những cái cảnh nghèo khổ cha mẹ mình đã vất vả nuôi cho mình khôn lớn, cho mình từ trái bóc củ phai, mình nhớ những cái hình ảnh đó chúng ta càng thương mẹ hơn. Mà khi thương quyến luyến đau khổ. Rồi thế nào là khổ lạc? Khổ lạc tức là một cái thọ cảm giác nó lạc thọ, nó nhẹ nhàng. Thí dụ như là khi mà chúng ta ngồi thiền trong thời gian 5 phút hay 10 phút hay 20 phút, và khi ngồi thiền có những cái cảm giác nó ngồi rất là nhẹ nhàng, an lạc trong thiền định, đó gọi là lạc thọ. Khi trời nóng, càng một cái cơn gió nó thổi nhẹ qua, cái cảm giác chúng ta thấy sao? Rất là sướng, rất là hạnh phúc. Thì cái cảm giác mà hạnh phúc mà sướng như vậy, đó gọi là gì? Lạc thọ. Hay là chúng ta vừa mua một cái ghế salon chỉ giá là khoảng 20 triệu hay 50 triệu mà khi chúng ta ngồi xuống thấy nó mềm, thấy nó dễ chịu, cái cảm giác sao? Nó lạc thọ. Hay là chúng ta mua một cái giường mà đắt tiền, chúng ta ngồi lên chúng ta cảm giác. Rồi cái thọ xả ở đây tức là không khổ mà cũng không lạc, tức là một cái cảm giác nó bình thường, không khổ thọ. Mà cái vị hành giả mà tu thiền tứ niệm xứ phải cảm nhận được cái thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Khi thọ khổ sanh khởi biết đây là thọ khổ, thọ lạc sanh khởi biết đây là thọ lạc, thọ xả sanh khởi biết đây là thọ xả, bằng tâm chánh niệm tỉnh giác. Đó là vị tu tập theo thọ ở trong tứ niệm xứ. Thế nào gọi là tâm quán niệm xứ? Tâm ở đây tức là biết, chúng ta phải nhìn được cái phản ứng của tâm là tâm tham, tâm sân, tâm si và những cái tâm bất thiện hàng ngày ở trong đời sống của chúng ta. Thí dụ như chúng ta ngồi ngày hôm nay mà chúng ta gặp những cái vị thầy, vị sư, rồi những cái người bạn
đồng đạo của chúng ta. Mà có những người chúng ta thấy dễ chịu và những người chúng ta thấy nó khó chịu. Tự nhiên mình gặp cái người Phật tử này, mình sao mình thấy mình có tâm từ đến họ, mình thấy mình quý họ. Nhưng mà lần đầu tiên mình gặp cái người Phật tử này, người bạn đạo này, tự nhiên mình thấy mình không thích. Tất cả đều sao? Tâm tham, tâm sân, tâm si hết. Mà cái người tu á, họ không có nhìn vào cái đối tượng, cái đối tượng đẹp, đối tượng xấu. Và một cái thời gian nó cũng bị cái chi phối và cái sự vô thường biến đổi hết. Rồi xấu cũng trở thành đẹp, đẹp nó cũng sẽ trở hóa tàn theo cái định lực vô thường. Ngày hôm nay chúng ta thương một người Phật tử này, một người bạn đạo này, hai anh em bạn bè, nhưng ngày mai chỉ cần một câu nói để xích mích và chúng ta sẽ trở mặt giống như người thù. Và hàng ngày chúng ta thấy được cái tâm tham, tâm sân, tâm si mà để dính mắt. Thí dụ như những người mà cha mẹ anh em, ai mà nói động đến những người thân là chúng ta khó chịu. Ai mà khen cha mình, khen mẹ mình, tự nhiên mình thích thú, mình hoan hỷ. Đó là gì? Đó là tâm tham. Hàng ngày chúng ta sống tâm tham, tâm sân, tâm si rất là nhiều. Bởi vậy mình là người Phật tử, là người con Phật, là mình tu để mình tập. Tập cái gì? Tập để buông bỏ hết. Buông bỏ cái tham, buông bỏ cái sân và buông bỏ cái si. Đó là mình nhìn được cái tâm của mình. Thí dụ như trong một hàng ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta ăn ngủ, chúng ta đi làm, và cái thời gian bao lâu là chúng ta nhìn được cái tâm của chúng ta. Thí dụ như chúng ta bây giờ bệnh tật đau khổ, cho dù cha mẹ anh em của chúng ta thương ta cách mấy, bây giờ muốn chia bớt cái đau khổ bệnh tật của chúng ta được hay không? Nó cũng không được. Bởi vậy bây giờ mình phải nhìn được cái tâm, mình phải đối diện với cái tâm của mình. Và 24 tiếng đồng hồ chúng ta phải nhìn được cái tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si. Và chúng ta tu tập tâm từ bi, tâm định. Và khi tâm của chúng ta phải mở rộng ra, hoan hỷ ra. Thì lúc hồi xưa cách đây khoảng 2 tháng rưỡi, sư có đi qua bên Úc để hoằng pháp tại chùa Quang Minh ở Melbourne. Thì lúc này sư có gặp một vị thầy, vị này cũng rất là đức độ, khoảng 70 tuổi, tên là thầy Phước Đạo. Mà thầy Phước Đạo á, thì cái tâm của vị đó cũng rất là lớn. Nhưng mà khi mà sự tu tập như vậy á, thì cái vị này nó bị một cái khúc mắc, tức là chấp rất là nhiều, mà đòi hỏi vị này, vị nọ, vị kia phải được giống như mình mong muốn. Thí dụ như những vị nào mà ở trong chùa, những vị Phật tử đi đến và mong muốn cho vị Phật tử này được phát triển phải cao hơn nữa. Mà cái tâm của vị này rất là tốt. Mà khi mong muốn mà được cái hoàn hảo như vậy á, mà đâu phải người nào cũng được như vậy đâu. Có những người vị thì nói thầy này rất là khó tính, rất là khó chịu. Mà khi mà sư gặp thầy Phước Đạo á, sư mới nói với thầy á, là những cái người nào mình hữu duyên á, thì mình mới nói được. Và cho dù mình có tâm tốt, nhưng mà những người khác mà không hữu duyên mình á, mình nói ra làm sao? Nó sẽ bị phiền não liền. Bởi vậy khi mà chúng ta tu á, chúng ta thấy được cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình, và thấy được cái tâm tham, tâm sân, tâm si của những người khác. Cho dù cái tâm mình muốn tốt, mình giúp cho những người khác, nhưng mà nó không đủ duyên, nó cũng không được. Thí dụ như ở trong đạo tràng này, quý vị có một người Phật tử, bạn đạo, hay trong một gia đình có một đứa em, mà cái đứa em này cái tánh mà nó sân si dữ lắm. Chỉ cần mà nó đụng đến nó là bắt đầu sân lên, nó chửi sùm.
Khi mình gặp những người sang này, mình những cái câu chuyện nào đi đến liên quan, những cái phiền não đi đến, mình phải suy nghĩ rằng là có đúng lúc đúng thời để mình nói hay không. Cho dù mình có cái tâm tốt mình nói ra, nhưng mà đem đến cái phiền não đến cho mình. Ở đây quý vị tu một cái thời gian, thí dụ như quý vị đây có những vị tu 1 năm, 2 năm, có những vị tu 10 năm, 20 năm đi vào chùa. Mà khi mà đi vào chùa có những cái hoàn cảnh mà nó đưa đến nói là quý vị tu hành gì mà sân si quá. Thì mà khi mà nghe như vậy quý vị cảm giác như thế nào? Tự nhiên khó chịu. Tại sao? Tại vì nó đụng đến cái của ta. Thí dụ như mà sư thuyết pháp ở đây, có người nói sư Phước Tòa thuyết pháp hay quá. Tự nhiên khi mình nghe như vậy, tự nhiên cái tâm sao nó thích, nó hoan hỷ. Đó là cái tâm tham. Nó trời, sư Phước Tòa nói chuyện nó nghe vô duyên quá. Tự nhiên mình khó chịu, mình không thích cái người Phật tử đó liền. Mà tại sao? Tại vì cái tâm tu của mình á, cái đạo hạnh của mình nó còn yếu lắm. Bởi vậy các vị Phật tử mà tu mà nhìn được cái tâm của mình á, là cái tiếng nói và cái đối tượng đó là chỉ cái cảnh thôi. Và cái tâm tham, tâm sân, tâm si á, là do mình. Khi mình tu một cái thời gian là những lời mà khen hay chơi á, đều bằng nhau hết. Cái tâm chúng ta nó không có phản ứng là hạnh phúc hay đau khổ. Mà cái tâm của chúng ta lúc này cao hơn một bậc, tức là cái gì? Cái thọ xả nó bình thường, không có chạy theo nữa. Mà đa số những vị Phật tử mà đi vào chùa tu, tu một thời gian, mà khi mà thử pháp đụng chuyện ra phiền não hết. Tại sao? Tại vì cái tâm của chúng ta tu nó yếu. Khi mình đi vào chùa mình tu, mình tu làm sao cái tâm của chúng ta càng ngày càng bớt tham sân si. Đó là chúng ta tu đúng pháp. Khi mình vào chùa Phổ Quang mình tu mà càng ngày tham sân si mình càng nhiều, mình phiền não càng nhiều thêm nữa, thì lúc này chúng ta phải nên xét lại cái tâm của chúng ta nó như thế nào, cái sự tu tập của chúng ta như thế nào. Khi một cái thời gian là chúng ta vào chùa tu 10 năm, 20 năm. Quý vị nhớ một câu là chúng ta đi chùa 10 năm, 20 năm, chứ không phải chúng ta tu 10 năm, 20 năm nha. Đi chùa nó khác mà tu nó khác. Bởi vậy chúng ta phải, lúc này chúng ta phải nhìn được cái tâm của mình. Ai mà nói những cái lời nói mà chúng ta thấy khó nghe, khó chịu, chúng ta không nhìn cái đối tượng đó nữa. Tại nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Quý vị ở đây mà quý vị mà chơi thầy, cái đi vô chùa thầy á, là đã thấy ghét rồi. Ví dụ như những người Phật tử có một người bạn mà đi đến, mà người bạn này á, đi đến nhà mình ăn, mình đãi, nên nó đi nói xấu mình. Mỗi lần mà nó nói xấu mình, cái mình bật cái mình thêm miếng muối, bật cái mình thêm miếng muối, bật cái thêm miếng muối, cái dọn ra ăn cái nó sao nó mặn muốn chết luôn. Nhưng mà cái người nào mà nói xấu mình phải cảm ơn cái đối tượng đó. Tại vì nhờ cái đối tượng đó mới thử thách được cái tâm của chúng ta. Mình phải cảm ơn những người bạn khó chịu, cảm ơn những người hàng xóm trời ơi đất hỡi, cảm ơn những vị thầy, những vị sư cô từng đã trách mắng mình. Mà đi vào chùa mà gặp các thầy, các sư á, khi mà trách mắng á, tự nhiên chúng ta thấy cảm giác như sao? Nó bị quê. Tại vì đụng đến cái bản ngã, cái của ta, nên nó bị cái sự gì? Cái sự đau khổ. Nên mình phải cảm ơn hết để nhìn được cái tâm sân của mình. Ở đây quý vị đừng có nghĩ là quý vị ở đây là trở thành bậc thánh nhân hết. Nó chưa chắc. Tới khi mà chúng ta đụng cảnh rồi, chúng ta mới thấy cái sự tu tập của chúng ta như thế nào. Thì vào thời xưa có nàng nữ tỳ tên là Kali. Nàng nữ tỳ này là phục vụ để lo lắng cho cô tiểu thư rất là chu đáo. Là sáng là khoảng 3 giờ sáng là thức dậy để lo bếp núc, lo nhà cửa. Nữ tỳ lo nước rửa mặt cho tiểu thư, làm việc rất là tốt.
Thì ai cũng nói rằng là cái cô tiểu thư này là một người hiền, đức độ. Bắt đầu cô nữ từ Cali này mới suy nghĩ rằng là thật sự cái tiểu thư mình có khó chịu, có sân si hay không, bằng cách là thử. Là bình thường 3 giờ sáng thức, thì lúc này là tới 9-10 giờ mới thức. Bắt đầu tiểu thư đi đến, nói tại sao mà thức trễ như vậy. Bắt đầu người nữ từ Cali mới trở rằng là em mệt quá cho nên em muốn ngủ. Tiểu thư mới suy nghĩ rằng thôi nó bệnh nó mệt, thôi cũng tha thứ cho nó. Tới ngày hôm sau cái nó cũng ngủ tới 9-10 giờ. Bắt đầu cô tiểu thư đi vô, nó đồ con tiện tỳ kia, tại sao nhà ngươi ngủ trễ như vậy, chửi. Rồi bắt đầu nữ tỳ cũng dạ dạ, cũng đi ra đi làm. Rồi bắt đầu ngày hôm sau nữa, cũng ngủ trễ nữa. Bắt đầu tiểu thư này sao chịu không nổi nữa, lấy cái thang cưỡi đập lên đầu cô nữ tỳ Cali, máu bắt đầu đổ ra. Bắt đầu nữ tỳ Cali bắt đầu chạy ra ngoài la làng lên là tiểu thư đánh mình. Bởi vậy nguyên một cái nơi đó ai cũng biết là tiểu thư rất là ác độc. Bởi vậy cái tham, cái sân, cái si nó tiềm ẩn ở trong chúng ta. Khi mà đối tượng mà không thích hợp là sao, chúng ta sẽ bùng nổ ra cái tham, cái sân, cái si của chúng ta rất là nhiều. Và cái người tu á phải thấy được cái tâm của chúng ta, thấy được tâm tham, tâm sân, tâm si. Đó gọi là citta nupassana. Rồi tham á nupassana tức là pháp, là chúng ta phải thấy được cái vô thường, cái khổ não, cái vô ngã. Ở đây chúng ta biết cái sự vô thường là gì? Đó là cái sự biến đổi. Và chúng ta thấy những người già rồi chết, trẻ cũng chết, mới sanh ra cũng chết, và tử thần nó đi đến bất cứ lúc nào. Thì lúc tại ở tỉnh Đồng Nai, có vị hòa thượng tại ở Long Khánh vừa lên phát biểu tại ở trong một cái hội nghị ở bên ban tôn giáo Phật giáo. Ngài hòa thượng vừa phát biểu nửa chừng và té xuống chết tại chỗ. Cũng may là có hai vị thị giả kế bên để đỡ được ngài hòa thượng, nhưng mà ngài hòa thượng cũng chết tại đó luôn. Còn nguyên ở dưới là những vị hòa thượng tăng ni và những vị Phật tử mới thấy được cái sự vô thường nó đi đến quá nhanh. Vừa đang phát biểu ngã ngang ra chết. Và ngài hòa thượng cũng bị tăng xong, năm nay cũng 70 mấy tuổi, tại thị xã Long Khánh. Hiện tại bây giờ là đang tổ chức đám tang rồi đó, cách đây bữa ngày hôm qua. Bởi vậy những vị hòa thượng mà khi thấy những hình ảnh đó, ai cũng thấy rằng cái tử thần nó đi đến bất cứ lúc nào. Chỉ còn 5 phút nữa hay 10 phút nữa, có thể chúng ta chết bất cứ lúc nào. Và cuộc đời là nó đau khổ. Thí dụ như những vị Phật tử ở đây là chúng ta thấy là già là khổ, bệnh là khổ. Khi bây giờ mình già, mình lớn tuổi, bây giờ con cái nó ngó lơ mình, rồi mình muốn làm cái chuyện này, mình muốn làm chuyện kia, sức khỏe nó không cho phép, và hàng ngày nó bệnh tật, chúng ta thấy cái đau khổ. Và cái đề tài là tìm lại bản tâm, là chúng ta phải đối diện trực tiếp cái tâm đau khổ của chúng ta, để mà chi chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta không thể nào thay đổi cái đau khổ đó được. Tại sao? Tại vì đó là cái định lực. Nhưng mà chúng ta thay đổi được cái tâm của chúng ta, chúng ta chấp nhận, chúng ta sống trong cái sự an lạc. Rồi chúng ta phải thấy được, quán được cái pháp là không phải của ta. Cho dù cha mẹ, anh em, những tài sản, của cải, đất đai cũng phải của ta. Chính bản thân này cũng không phải là của ta. Mà khi chúng ta chết, chúng ta đem theo những tài sản, những của cải, vật chất được hay không? Xin thưa quý vị, không thể nào đem theo được. Bởi vậy hàng ngày chúng ta phải quán tưởng rằng
là không phải là của ta. Đó gọi là quán pháp vô thường, khổ não và vô ngã. Và chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị về cái tâm nằm ở trong kinh Pháp Cú Tham Má Bà Đá, nằm ở trong tiểu bộ kinh Khuddaka Nikaya mà Đức Phật Ngài đã thuyết nói về cái tâm. Số kinh Pháp Cú số 33, Đức Phật Ngài dạy: tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên, như cá quăng lên bờ, quắt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hải đoạn thế lực ma. Ở đây trong kinh Pháp Cú số 33 và 34, Đức Phật Ngài đã nêu lên một cái hình ảnh là một cái tâm nó hốt hoảng. Và khi cái tâm của chúng ta thấy những người mà chết đó, của chúng ta cũng hốt hoảng. Thí dụ như ở đây quý vị nào mà đi máy bay, và khi đi qua những cái thời tiết xấu, máy bay mà nó giật lên giật xuống, thì lúc đó cái tâm của chúng ta sao? Nó hốt hoảng. Mà nếu như máy bay này mà nó rớt xuống là sao? Nó sẽ tiêu đời. Rồi chúng ta đang ngồi xe Honda, chúng ta đang chạy, chỉ cần thấy một chiếc xe tải mà nó chạy thẳng đó mà sắp sửa tông chúng ta, mà sát một bên, chúng ta sao? Hốt hoảng. Cái tâm chúng ta nó hốt hoảng, chúng ta sợ chết. Rồi chúng ta thấy những cái điện mà nó mát mà nó giật sạc 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 sạc, mà chúng ta vừa bóc lên nó giật một cái, mà chỉ cần giật nhẹ thôi, lúc đó chúng ta hốt hoảng. Nếu mà chúng ta đụng mà mạnh vào, nó giật một cái là chúng ta sẽ chết. Rồi có những người mà bị những cái con rắn độc mà nó cắn, vừa cắn, khi mà rắn độc cắn mà đi đến mà chữa trị, thì lúc này mà sắp mà đi đến chữa trị gặp thầy thuốc, lúc đó cái tâm sao nó hốt hoảng, làm nghĩ rằng mình biết có sống được 10 năm, 20 năm nữa hay không, hay là khoảng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ nọc độc gắn nó sẽ lên, mình sẽ chết. Lúc đó cái tâm chúng ta sao? Nó sợ sệt, nó hoảng hốt, nó gần với cái tử thần. Bởi vậy trong kinh số 33, Đức Phật Ngài dạy là cái người trí phải làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Và đây những cái người mà thợ tên cứ làm cái tên nó bị cong không? Không có. Những người khác mà đi mua tên, hay là những cái thợ săn, hay là những quân mà đánh bộ, và khi thấy những cái tên mà bị cong thì chắc chắn không ai sẽ mua những cái tên đó. Bởi vậy cái người tu phải làm cho cái tâm thẳng, là cái tâm thiện pháp, vô tham, vô sân và vô si. Và trong kinh Pháp Cú số 37, Đức Phật Ngài đã dạy rằng: chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma chối buộc. Mà khi mà chúng ta điều phục được cái tâm của chúng ta, thì chúng ta thoát khỏi được cái ma, ma phiền não. Quý vị biết cái ma phiền não không? Ma phiền não là gì? Là tham, là sân, là si. Bởi vậy người muốn được cái chinh phục được cái ma này, là cái vị đó phải tu tập theo thiền tứ niệm xứ, và hàng ngày để đối diện cái tham, cái sân, cái si, để mà chúng ta nó vững tâm. Ở đây quý vị thấy những cái người mà sắp chết chưa? Và khi bản thân của sư gặp người mà sắp chết, sư thấy sư rất là sợ. Vì khi người mà sắp chết á, cái đau đớn, cái đau khổ á, nó cũng ví như mà cái nút tu di mà nó đè xuống, lúc đó đau lắm. Rồi khi người đó
mà chết đa số khoảng 80% là sự đau khổ đó, chịu đựng rồi đại tiện, tiểu tiện ở trên giường. Tại vì cái nỗi đau đó nó quá thống khổ. Mà khi mà đau đớn như vậy, những người mà không tu tập đó là bằng cái tâm gì? Bằng tâm gì? À đúng rồi, bằng tâm sân. Bởi vậy chúng ta phải chấp nhận được cái đau khổ. Hàng ngày chúng ta đau khổ, người nào khác làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta phải cảm ơn. Tại sao? Tại vì khi cản tự nghiệp, cái đau khổ này nó gấp ngàn gấp lần hơn khi những cái lời nói xấu du quan đến cho bản thân của ta. Ta phải chấp nhận, ta phải đối diện với nó để nhìn được cái tâm. Lúc đó cái thân của chúng ta nó đau khổ, đại tiện, tiểu tiện, nhưng mà cái tâm của chúng ta sao? Nó được an lạc. Ở trong kinh gọi là thân đau mà tâm không đau. Đó mới gọi là cái người tu. Và trong kinh số 38, kinh Phúc Cú Đức Phật Ngài dạy rằng: ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành, tâm không đầy tràn dục, tâm không bận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Trong bài kệ Kệ Ngôn số 38-39, và Đức Phật Ngài muốn nói về cái tâm, là tức là cái tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi cái ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Tức là cái người khi mà bị đau khổ, họ không bị sân si, họ không có những hành động bằng thân, khẩu và ý để làm hại kẻ khác. Bằng cái tâm từ, tâm bi. Tâm từ tức là cái sự mát mẻ, sự nhẹ nhàng. Tâm bi tức là sự tội nghiệp để thương xót những chúng sanh đau khổ. Tức là người đó kẻ tỉnh không sợ hãi, là cái người mà chửi chúng ta, nói nặng chúng ta, là cái người đó là người không có tỉnh. Khi mình sân si lại, mình chửi lại, mình cũng là người không tỉnh luôn. Mình là người si mê, mà cái người mà chửi nói nặng ta cũng là người si mê. Mà cái người chửi ta là cái người đó si mê, nhưng mà mình nghe xong, mình nhìn được cái tâm khó chịu của mình, là mình là người tỉnh thức, mình là cái người trí. Bởi vậy ở đây quý vị cố gắng để mà tu, mình là người kẻ tỉnh chứ không phải là người kẻ mê, bị si mê. Và chính bản thân sư cũng vậy. Ở trong cuộc đời này Đức Phật Ngài đã dạy: này các tỷ kheo, ta chưa thấy một chúng sanh nào ở trong cuộc đời này không bị nói xấu. Bản thân của sư sao? Cũng bị người khác nói xấu. Cái người này thương á thì khen sư, nói sư này sư nọ rất là tốt. Còn những người mà Phật tử đi vào chùa gặp sư mà không thích thì sau lưng sư cũng nói này nói nọ nói kia. Nhưng mà sư gặp những người mà Phật tử mà nói xấu sư, ảnh hưởng đến cái uy tín của sư, sư vừa gặp kêu sư thích nổi không? Làm sao thích nổi? Không đội trời chung luôn chứ sao thích nổi? Nhưng mà đó cái tâm gì? Tâm si mê. Thì họ si mê, nhưng mà mình sân si với họ sao? Mình cũng là người si mê luôn. Thì lúc đó sư bằng cách nào? Sư lấy cái tay á, sư so lên cái đầu. À, mình là tu sĩ, mình phải tu, mình là người tập tu, để mình tha thứ cho họ. Và mỗi buổi tối hay là những cái thời gian mà sư mệt á, sư tu tập về cái tâm từ. Lúc sư nhắm mắt lại, sư nguyện cho tất cả chúng sanh đều được sự an vui mát mẻ. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở hướng trên, hướng dưới, đông tây nam bắc cũng đều được sự an vui mát mẻ. À, bắt đầu lúc đó sư nhắm mắt lại, sư nhớ cái cô Phật tử hay cái chú Phật tử đó.
cái nó nặng mình, cái mình nhắm mắt lại mình nhớ, nó cầu nguyện cho cái người đó được sự an vui mát mẻ bằng cái tâm thật của mình. Rồi khi mình vừa gặp cái đối tượng đó, tự nhiên cái tâm mình sao nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Rồi có những người mà Phật tử mà vừa gặp đến những người mà mình không có thương mà mình ghét á, mình khó chịu liền, phản ứng lên liền. Mà đó gọi là cái gì? Kẻ mê. Và trong kinh Pháp Cú này, Đức Phật Ngài dạy là phải kẻ tỉnh thức. Người tỉnh thức tức là người không còn tham, sân và si nữa. Đó gọi là người tỉnh. Mà khi mình sân quá, giờ hiện tại quý vị xem lại cái tâm của chúng ta lại coi. Bây giờ mình đi chùa được 10 năm, 20 năm, cái tâm sân của mình nó như thế nào? Nhưng ở đây có một cái trường hợp mà sư muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Đừng nghĩ rằng là mình đi vô chùa tu 20 năm, 10 năm là cái đạo hạnh mình cao, chưa chắc. Có những quý vị Phật tử đi vào chùa tu tới 40 năm mà mở miệng ra là khi nói rằng tôi là tu lâu nhất ở đây, đi chùa lâu nhất, và những người Phật tử đi sau chúng ta phải bắt làm cái này làm cái kia, rồi không được lòng mình thì mét sư cả trụ trì, làm áp lực trụ trì. Rồi những người mà Phật tử đi vào chùa nó cũng bị phiền não, và khi mà gặp cái người Phật tử mà tu mà 40 năm á, nó sợ giống như sợ cọp vậy đó. Tại sao? Gần thấy phiền não đến rồi. Thí dụ như mình đi vô chùa Phổ Quang mà có những người Phật tử cụ chào tu phải 40 năm, 50 năm ở chùa Phổ Quang hay 30 năm, nhưng mà họ tu bằng cái tâm từ bi hỷ xả. Vừa gặp Phật tử mới, họ hăng hoang, họ đón chào, họ giúp đỡ, họ nâng đỡ. Tự nhiên cái tâm hồn chúng ta thấy nó mát mẻ không? Bước vào chùa gặp Phật tử mà thấy giống như thịt bầm nấu cháo vậy, khó chịu, cái gì khó khăn, thì lúc này mình phải xem lại cái tâm của mình. Mà tại sao những người khác mà tu á, có hội chúng đông đảo, mọi người quý mến thương, mà tại sao mình á, mình đi đến đâu người ta tránh né đến đó? Mình xem lại cái tâm. Và mình đi đến thí dụ như chùa Phước Sơn cũng vậy, và những người Phật tử cũ chào, và mình tu phải như thế nào, và những cái chùa khác vân vân, và những cái vị Phật tử ở đây mình tu mình phải nhìn, mình phải tha thứ, mình phải từ bi đến cho mọi người. Thì ở đây có một cái câu chuyện tên là Chitta Hatha, có nghĩa là điều phục tâm. Chitta Hatha Chitta là một chàng thanh niên chăn bò mà hàng ngày để vào khu rừng để chăn bò. Thì một lần nọ bầy bò nó bị lạc, thì cái thanh niên này mới đi tìm. Khi tìm xong thì rất là mệt, và thấy cái ngôi tịnh xá, thanh niên này mới đi đến để xin ăn những cái thực phẩm thừa. Thì trong tịnh xá này thấy những loại thực phẩm cứng mềm, rất là ngon ngọt, đủ loại. Vị thanh niên này mới suy nghĩ rằng là đời sống tu sĩ sao mà hạnh phúc quá, ăn uống những cái thực phẩm sao nó ngon đắt tiền. Bởi vậy sinh xuất gia. Bắt đầu sinh xuất gia một thời gian, thanh niên này trở thành một vị tỳ kheo, mập mạp, trắng trẻo, đẹp trai. Ở lúc này mới suy nghĩ về cái người vợ của mình. Bây giờ mình tu vậy thì nó chán quá, nó không thấy được một cái đạo hạnh của một vị tu sĩ buồn cô đơn ở rừng núi. Bởi vậy mới xả y để về để nối kết nhân duyên với người vợ cũ của mình. Rồi khi mà cứ về ở với vợ, phải đi làm gì? Phải đi chăn bò lại. Rồi chăn bò thời gian mà ăn những cái thực phẩm mà rẻ tiền, đó cuộc sống nghèo, bắt đầu ốm, chăn bò bắt đầu da đen. Bây giờ muốn xin đi tu, ôm bình bát vào tịnh xá tu. Rồi tu có một thời gian thấy buồn chán cô đơn quá,
Nếu mà quý vị nào mà lên rừng núi, quý vị sẽ thấy cô đơn lắm. Bây giờ tới thời gian ăn những loại thực phẩm cứng mềm của những Phật tử họ cúng dường, ngon ngọt, mập mạp lên trắng trẻo đẹp trai, nghĩ tu vậy ổn, ra tiếp. Và khi mà đi ra đi vào 7 lần như vậy, cái lần thứ 7 á, là chàng thanh niên này gặp cái người vợ của mình đang ngủ, nước miếng bắt đầu nó chảy, tóc thì nó bù xù, quần áo thì nó nhăn nheo, thấy gớm quá. Thì lúc này mới xin nghĩ rằng cái thân xác này 32 thể trượt dơ bẩn và lặt đặt để chạy vào, để lấy bộ y cà sa và bộ y để chạy vào chùa xuất gia. Thì vừa chạy ra khỏi cửa thì đâm trúng người mẹ vợ, hỏi con đi đâu vậy? Dạ con đi xuất gia. Người mẹ vợ chạy thấy đứa con gái mình đang ngủ mà tóc tai mà nút miếng mình chảy như vậy, mới kêu đứa con gái này hãy chạy ra níu giữ người chồng lại. Đứa con gái nó quay ra nó mới nói, nó mẹ cứ yên tâm đi, chồng con á đi tu khoảng cỡ 2-3 tuần rồi chán cũng ra lại thôi, vì ra 6-7 lần như vậy. Nhưng mà khi mà cái chàng thanh niên chích tá hách thá này điều phục tâm, vừa chạy vừa quán vừa 32 thở trượt, vừa quán về cái cuộc đời này đau khổ vô thường vô ngã, để chứng đắc được quả vị tu đồ quần và xuất gia trở thành một vị tỳ kheo cố gắng tu hành, chứng đắc được quả vị A-la-hán, là vị này đã điều phục được cái tâm. Và cũng vậy, ở trong một cái câu chuyện là tiền thân Đức Phật, mà khi tiền thân Đức Phật ngài sanh ra là một cái người nông dân tên là Cút Đa Lá ở thành Ba La Nại, là chỉ là một người nông dân có một cái cuốc cùng để làm ngũ cốc trồng rau quả. Rồi khi mà trồng rau quả có một thời gian thấy chán và xuất gia để làm đạo sĩ. Còn xuất gia làm đạo sĩ thì sao? Nhớ đến cây cuốc cùng vậy đó, tu không được mà nhắm mắt là tu, là nhớ đến cây cuốc, dính mắt cái cuốc còn hơn là cái người vợ, người cha, mẹ của mình vậy đó. Và cái cuốc này là gì? Một cái cuốc cùng thôi, bởi vậy tu không được và xả y trở thành người nông dân. Rồi làm một thời gian nữa, rồi thấy đời hạnh, đời sống tu sĩ rất là hạnh phúc, rồi bởi vậy cũng muốn để tu lại. Rồi tu lại một thời gian trở thành một vị đạo sĩ, cũng nhớ đến cái cuối cùng tu cũng không được nữa. Bởi vì, bởi sao? Bởi vì cái tâm dính mắc bằng cái tâm tham. Rồi cũng phải ra, ra vô lại 7 lần. Cái một cái lần cuối cùng là thanh niên Cút Đa Lá để vào lên một đỉnh núi cao và nhắm mắt lại để quay 3 vòng quăng cái cuốc cùng đó đi, nó không có định hướng để mà không tìm lại, mới nói rằng là ta chiến thắng, ta chiến thắng. Thì lúc này có một cái nhà vua vừa tắm ngay trên cái con sông gần ở đó, vừa đánh thắng trận trở về và nghe như vậy mới kêu đi đến hỏi. Và vị Bồ Tát Hiền Trí này mới kể về cái sự kiện như vậy, nhà vua mới nói rằng là đúng là nhà ngươi tự được chiến thắng cái tâm. Cho dù ta chiến thắng ở chiến trường, nhưng mà không bằng nhà ngươi chiến thắng được cái tâm của mình. Bởi vậy cái đề tài ngày hôm nay là tìm lại bản tâm, mà sư muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị, và sư muốn nhấn mạnh đó là phải nhìn được cái tâm của mình. Mà sư đã định nghĩa được tâm là gì, phản ứng của tâm. Và chúng tôi đã chia sẻ chi pháp thứ nhất, đó là tâm nằm ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, ở trung bộ kinh Majjhima Nikaya. Và thứ hai, đó là tâm nằm trong kinh Pháp Cú Thamma Ba Đá, ở trong Khuddika Nikaya tiểu bộ kinh mà chúng tôi muốn chia sẻ với vị. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là trong các sự chiến thắng, đối với một cái chiến sĩ ở chiến trường, chiến thắng từng người từng người cũng không bằng chiến thắng được cái tâm của chúng ta. Chiến thắng được cái tâm gì? Đó là tâm tham, tâm sân, tâm si. Mà chiến thắng đó là chiến thắng tối thắng nhất. Mà người nào còn tham sân si, đó là kẻ mê. Mà khi chúng ta thấy được tham sân si, chúng ta giữ được tâm chánh niệm,
gọi là người tỉnh thức. Thắng người trăm trận muôn nơi, sương phơi chồng chất, sương rơi chiến trường. Thắng mình lòng ngát hoa hương, vẽ vang dũng tướng, mười phương không bằng. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Trước khi dứt lời kính dâng phần phước này đến chư tăng ni và tất cả quý vị Phật tử ở đây được nhiều sự an lạc trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.